tức là phản công bên phải bên trái là rất là hay, chúng ta hiện nay chưa có để nào đá được điều đó. Vâng, anh Minh Cương, anh chờ đợi và hy vọng điều gì trong việc thi đấu thứ hai ạ? Vâng, tôi chờ đợi và hy vọng một việc là chúng ta sẽ giải phóng được đôi chân, giải phóng được sức nặng của cái đầu. Rõ ràng là nếu như tiếp tục giữ được một cái sự tỉnh táo hơn nữa, hàng phòng ngự và phía trên các cầu thủ thi đấu thoải mái hơn nữa, thanh thoát hơn nữa, thì cơ hội chúng ta có bàn thắng là rất lớn, và đó là điều tôi hy vọng nhất từ ông Phan Cú Quế trong giờ nghỉ. Vâng, thưa quý vị, tất cả chúng ta đều hy vọng rằng là các cầu thủ Việt Nam sẽ giải tỏa được cái tâm lý của mình và hy vọng rằng là họ thể hiện được hết cái khả năng của mình. Như những gì họ đã thể hiện trong mùa câu lạc bộ thì U23 Việt Nam có thể giành thắng trận đấu này, và hy vọng bàn thắng chính với U23 Việt Nam trong ngày mai. Sau đây xin mời quý vị theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.